Long xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Hôm nay buổi tối thứ 6 ngày 21 tháng 10 quý vị ơi. Nay thì Long chia sẻ cuốn video tại nhà vườn của em Tấn ở Bến Tre. Thì Long cũng mời quý anh chị mình ngắm cây nhá. Rất là nhiều tác phẩm giá trị trong cuốn video hôm nay chia sẻ đến toàn thể quý anh chị mình, chúng ta cùng ngắm nhìn, cùng giao lưu với nhà vườn. Đây, xin chào em Tấn nhá. Dạ, em xin chào anh chị em mình ha. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị em mình là vài tác phẩm tùng la hán cây to ở vườn ha. Và mận nè. Đó, thì rất mong anh chị mình đón xem và ủng hộ. Nam lên cây to cho anh chị mình nha. Ok, đây là tác phẩm đầu tiên quý vị ơi. Một tác phẩm tùng la hán phải nói cực kỳ tuyệt đẹp. Gửi tặng đến toàn thể quý anh chị mình chúng ta cùng ngắm nhìn, cùng giao lưu. Cây liền lạc hết nha anh chị em. Đây này là cây cây lớn quý vị nhá. Dạ. Thì quý anh chị mình có thể mình nhìn sơ qua về cái bề đế này. Đường thân, cột cành. Cây này thì gọi là siêu to khổng lồ luôn rồi. Những cái mặt cắt ở đâu cành như thế này bây giờ quý anh chị mình có thể thấy này. Cắt giật nó liền mép hết rồi nha anh chị em. Còn chút chút thế này thôi. Dạ. Bỏ lắm nha. Cây này. Này là chỉ có sẹo mặt cắt chứ không có trái tụ không gì hết nha anh chị em. Đi lên phần cổ ngọn bên này thì còn một chút thèo này, thèo nhỏ thôi này. Dạ. Rồi là phần cổ ngọn rất là to. Gần như cái này là nói về tùng thì nó khá là liên lạc rồi quý vị nhé. Dạ. Quá đẹp luôn anh chị mình ơi. Đây. Nhìn đã đời ha. Đây một cái đảng để chơi quý vị. Những tác phẩm tùng la hán phải nói rất là to và liên lạc. Bề để thì ok hết quý vị nhá. Dạ. Tròn đều không hề bị cháy tổ chỗ nào luôn đấy. Đấy, quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn tổng thể về em tùng la hán này. Nói về tùng thì cái này là nó khá liền. Những cái mặt cắt ở phần đầu ngọn còn chút chút như thế này thôi, búm lèo hết sạch rồi. Rồi thì tiếp theo để em đo hôm số cho anh chị mình nha. Mành của nó là ngay đây là 1 mét nha anh chị em. Ngay đó là 1 mét ha. Dạ. Đây, eo nhỏ phía trên đây là 70. Eo nhỏ ở trên là 70. Dạ. Chiều cao của nó là 1m1 nha anh chị em. Cao lên là 1m1. Hết tàn như thế này thì tầm khoảng 1m7 nha. Khoảng 1m7 quý vị ạ. Dạ. Cuốn tàn của em nó là khoảng 1m7. Thì tác phẩm tùng la hán mã số 1 này anh chị em mình mà hợp nhãn thì gọi điện trực tiếp giúp em ha. Em xin phép không có giá trên clip nha anh chị em. Những cái linh lớn tiền như thế này thì quý anh chị mình có thể trao đổi trực tiếp với nhà vườn ha quý vị. Dạ. Cái đây 5 cái chầu không là chầu này, nhưng chầu mét 15 này. Thích bắt tiên. Cái mã số 1 ha. Dạ. Mã số 2 thì cái nào? Đây, tiếp theo mã số 2 cái đến anh chị mình luôn đây. Cái mã số 2 ha. Dạ. Để mình kéo cái phong qua cho nó nhìn cho nó rõ cái tông cây em. Mã số 2 cũng là tùng la hán quý vị nha. Con này cũng là một cây liên lạc. Thì quý anh chị có thể mình nhìn tổng thể về cây này. To lắm ạ, cái này phun tàn của nó phải 2 mét mấy quý vị ơi. Cái này phun tàn tầm khoảng 2 mét 2. Phun tàn khoảng 2 mét 2 hả? Đế trải đều rất là đẹp luôn anh chị. Cái này là liên lạc không còn thẹo luôn nha anh chị em. Này mặt đế này, châu nó là châu 1 mét 2 hay mét, mét 3 hay sao? Châu phú bì. Đúng rồi, mét 25. Mét 25. Châu gốm hoàng ha. Mét 25. Cái này thì bề đế thì kín điện. Quý anh chị mình có thể thấy cái chầu mét 25 thì lật lòng khoảng tầm mét 1. Dạ. Lật lòng khoảng hơn gần mét 1 mà cái đế nó trải ra gần phủ cái chầu luôn này. Kín điện chưa? Đẹp không tì vết. Cột cần to. Con này thì liên lạc luôn nha. Dạ. Con này nói về cái độ liên lạc thì phải nói là tín điện đấy, gần như liên lạc hết. Con này đẹp. Con này đẹp. Cổ. Găng tay này. Quý chị mình để ý từ dưới lên trên không có cái thèo luôn. Liên lạc hết quý vị ơi. Cây dáng bye bye. Nhìn rất là kinh điển với em tung này.
Ok em, thì em đo thông số đi em. Hoành ngay vị trí này là 95 nha anh chị em. Vị trí đó là hoành là 95 cm ha. Dạ. Chiều cao thì tầm khoảng 1m4. Cao lên khoảng 1m4. Dạ. Tan chắc khoảng 2m2 đi em ơi. Tan khoảng 2m2. Rất là to. Cây liền lạc hết nha. Cái này khả năng là mình cũng không bảo giá luôn em ha. Dạ đúng rồi. Ok, tác phẩm Tung La Hán mã số 1 và số 2 thì những cái cũng khá khá tiền. Quý anh chị mình có thể vui lòng liên hệ với nhà vườn để tham khảo giá quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang tác phẩm cái mã số 3 quý vị. Dạ. À, tác phẩm mã số 3 quý vị ạ. Dạ, tác phẩm mã số 3 là tác phẩm mận nha anh chị em. Cây mận đế rất là khủng luôn. Cái mận quý vị nhé. Dạ. Cái này bộ đế thì kinh điển rồi ạ. Quý anh chị mình có thể thấy này, bề đế này. Vành to nhờ, bề đế mà nó liền, nó bệt luôn quý vị ạ. Nó bệt ra như này. Này, bàn tay này. Để quý anh chị mình có thể dễ tưởng tượng. Trải ra gần hết cái mận chậu luôn nha anh chị em. Một bệt đế luôn ha. Dạ. Tròn đều, bốn mặt. Cũng được bên nhà vườn em nuôi rất là to. Cốt to. Tay cân này. Nó cũng dàn luôn lực đấy. Cây để chơi. Cây này mà ra trái nữa thì nhìn đã đời luôn quý vị. Này thì em biết là hình như là hồng đầu huyết nha anh chị em. Có thể là một hồng đầu huyết, cũng có thể là Ấn Độ. Em cũng... Từ cái đọt nó đỏ ha. Dạ. Đây, cái đọt mình nó đỏ lắm quý vị này. Giống kiểu xi bút đỏ luôn đấy. Đây. Thì lúc trồng ở dưới đất thì nó cũng có ra trái rồi nha anh chị em. Cũng có trái cho anh chị em mình luôn. Giá tiền của nó thì sao hả Tấn? Cái dạ, này thì cây mận này em giao lưu với anh chị em mình là giá 80 triệu nha. 80 triệu hả? Dạ. Ok, em đo sơ tổng số để quý anh chị mình nắm bắt thông tin coi. Cây cũng khá to quý vị nhá. Đây đây. Đây, cái hoành ngay đây là 87 anh chị em. 87 hoành. Dạ. Cao 85. Cao lên là 85. Hết tàn của nó thì tầm khoảng 2m đi. 2m. Khoảng 2m tàn đó quý vị. Dạ. 80 triệu ha. Dạ, 80 triệu. Mã số 3. Mã dạ, số 3. 80 triệu. Ok, à bây giờ mời quý anh chị mình chúng ta đi đến với tác phẩm cây mã số 4. Mã số 4 quý vị ơi. Dạ. Tác phẩm một em Tung La Hán. Cây to, cây thì em vừa mới làm xong luôn nha anh chị em. Quay chia sẻ cho anh chị em mình luôn. Cái này gây tan bự lắm quý vị nha, khoảng tầm 3 mét đó. 3 mét đúng không Tính? Dạ, tàn thì tầm khoảng 3 mét. Thân lắc giọng xê rất là đẹp nha anh chị em. Đây quý anh chị mình có thể mình nhìn tổng thể về em Tung này. À, mặt đế thì cũng đẹp. Và điều biệt cái này nó có nú ở phía dưới đế nữa quý vị này. Nú này. Đế này. Đế trải đều hết luôn nha anh chị em. Đều bốn mặt luôn đấy. Dạ. Đây. Mặt phía sau. Liên lạc hết ha. Không thể bị chảy tuột bất cứ chỗ nào luôn quý vị. Đây, cái cốt cành nó rất là to. Liên lạc. Dàn cột cần này, đặc biệt là cái cần bay đan này to lắm quý vị nhé. Lên phần ngọn. Cái này thì mặt cắt trên này thì vừa xử lý. Dạ. Này, cái tàn nó thì em cái này nếu em giao lưu là mình cũng sẽ nhận vào chầu cho anh chị luôn hả? Dạ hả? Đúng rồi anh. Đây, thì em tiến hành đo ôm số cho anh chị em mình nha. Hoành nghe đây là 85 nha anh chị em. Hoành thân là 85 cm. Dạ. Cao của nó thì 1m3. Cao 1m3. Dạ. Tàn 3m rồi hả? Tàn 3m. Thì dám giao lưu với anh chị em mình là 180 triệu nha. 180 triệu. Dạ. Tung La Hán cái mã số 4 như thế này quý vị ạ. Thì quý anh chị mình trong quá trình xem video nếu như mà thấy hợp nhãn thì mình có thể mình liên lạc trực tiếp với nhà vườn quý vị nhé. Giá này mình bao ship hết rồi hả Tấn? Dạ đúng rồi.
bao ship luôn. Ra tới chỗ cho anh chị mình nha. Ok, chúng ta sang tác phẩm cái mã số 5. Đây là cái mã số 5 quý vị ạ. Dạ, Tùng là Hán tiếp nha anh chị em. Tùng là Hán. Cái này thì nhỏ hơn hả Tần ha? Dạ, cây nhỏ. Nhưng mà tay cân thì khá. Đây, quý anh chị mình có thể thấy được dàn tay cân và đường thân của con này thì duyên quý vị. Đường thân lắc, duyên. Cái này thì cũng liền lạc hết nha anh chị em. Đây, tay cân này. Cắt giật cho thẹo liền muốn hết rồi. Phần cổ ngon thì còn xíu xíu nữa thôi ha. Dạ. Có những cái có nhào ở chỗ này quý vị này. Quý anh chị có thể thấy này. Tung một bè những cái con nhào cũng khá sắc nét ha. Thì cũng báo với anh chị em, thì ngay cái mấy chỗ này là lúc trước nó bị cháy nè, nhưng mà đấy, nó xam gần hết rồi. Đây, buồn hết rồi ha. Dạ, cây già dữ lắm, già liền lạc. Đây, nhưng mà cắt như này này, buồn gần hết theo luôn này. Anh chị em mà cần hàng tùng to thì cứ liên hệ giúp em ha. Vườn thì cũng có rất là nhiều. Đấy, con này thì cơ bản mặt để được cái hơn này thì chắc cỡ 5 mấy phân thôi quý vị. 5 mấy 60 phân thôi. Mà được cái dàn tay cân thì già. Dàn tay cân rất là già cái quý vị. Khá to. Mặt để thì cũng gọi là tạm được quý vị ha. Dạ. Để này gọi là tạm được. Giá tiền của em nó thì khoảng bao nhiêu tên? Dạ, cái này thì giao lưu là giá 60 triệu nha anh chị em. 60 triệu ha. Dạ. Em Tùng là hẳn cái mã số 5 như thế này thì giá là 60 triệu quý vị. Dạ, giá em báo thì đều đã bao ship hết cho anh chị mình rồi nha. Dạ, là còn giá bao ship đó quý vị. Dạ, thì em xin phép đo số gửi đến anh chị em. Hoành ngay đây là của nó là 57 nè. 57 hơn. Dạ. Chiều cao của nó là 90. Cao 90. Nó tàn thì tầm khoảng 1,5 m nha anh chị em. Tàn 1,5 m đi. Dạ. Tiền là 60 triệu ha. Dạ, 60 triệu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cái mã số 6 quý vị nhé. Dạ. Mã số 6 là Nguyệt Quế quý vị ạ. Không, Nguyệt Quế. Cái Nguyệt Quế dáng bay cực kỳ đẹp này. Mình chỉ mình thấy này, cái cần bay này ra long tỉnh sơ sơ nó cũng hơn 2 m quý vị nhé. Cây già liền lạc hết nha anh chị em. Đây, cần bay này ra là khoảng hơn 2 m. Đây, thì một này tầm khoảng 2,5 m. Tại một sải tay của em vậy là 1,8 m rồi nha anh chị em. Nói về Nguyệt thì cái này nó khá liên lạc các quý vị. Dạ. Nằm trong cái chầu này cũng chầu 1,15 m này. Bạc tiên. Đây. Thân móp méo rồi, nhìn cây rất là lực cây nha anh chị. Liên lạc. Dạ. Nói về Nguyệt con này thì nó khá liên luôn quý vị. Tại quý anh chị mình thấy những cái mặt cắt xử lý như thế này bây giờ nó đã liên băng luôn rồi. Và đi lên phần cổ ngọn luôn. Không còn với thèo luôn đấy. Còn bay rất là to. Những cái có nhào và được uốn nắn chỉnh sửa từ nhỏ này. Đế thì cũng nói chung trải đều nha anh chị em. Đều đẹp. Không hề bị bể bóng chảy tuột bất cứ chỗ nào quý vị nhá. Nói về Nguyệt thì cây này là một cây khá. Dạ. Biển này là một cây dạng bay. Những cái chỉ cần được chỉnh sửa rất là khéo. Đây thì em xin phép đo hộp số cho anh chị em mình nha. Cây đây thì cái hoành của nó ngay đây là 90 nha anh chị em. Hoành là 90. Dạ. Cao của nó thì tầm khoảng 1,4 m đi. Cao khoảng 1,4 m. Dạ, ngang tàn thì tầm khoảng 2,5 m đi em. 2,5 m. Hơn 2,5 m luôn đấy. Dạ, hơn. Này tầm khoảng 2,7 m, 2,8 m. Thì tác phẩm Nguyệt Quế này em cũng xin phép không báo giá nha anh chị em. Anh chị em mình mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua giúp em. Tác phẩm Nguyệt Quế mã số 6, nhà vườn xin phép không báo giá quý vị ạ. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 7. Đây tác phẩm mã số 7 quý vị ạ. Một em Tùng là hẳn cũng cực kỳ to lớn nữa đây. Cái này thì siêu đun lực luôn và hoành của nó cả mét. Một cái thành phẩm luôn rồi. Đây quý anh chị mình có thể thấy ha. Cái này phải tầm 8 người mới bưng được quý vị nhá. Nặng lắm á. Cái chậu nó thì tầm 4 người bê nha anh chị. Cái chậu không là 4 người bê rồi hả? Chậu là tầm khoảng 4 người bê. Cái đây, này em Tùng này to lắm quý vị nhá. Form tàng đầy đủ chi tiết dày dặn rồi. Liên lạc sạch sẽ, không cháy, không một bọng gì hết nha anh chị. Một em Tùng là hẳn. Quý anh chị mình có thể thấy này. Đây cái bề đế này. Đấy. Kinh khủng luôn mà.
giòn đều ha. Dạ. Nhìn cây lùng rất là lực. Gỗ hàng luôn lực. Đường thân này, chỉ cần này. Quý chị mình thấy ha, bọc ngọn đi lên kìa. Này cao cỡ mét mấy bao nhiêu hả? Dạ. Mét hơn mà cao lên chắc cỡ mét à? Cao 95 mà anh chị mình đây. 95 hả? Dạ. Cao chưa tới 1 mét luôn quý vị nhá. Nó là cái hệ luân lực mà. Cái có thể như anh em xoay cái mặt sau của cây cho anh chị thấy là rõ cái cây hơn phía sau coi. Dạ rồi. Đây, có. Để anh cho quý anh chị ngắm cái mặt phía sau quý vị ha. Vậy luôn. Cây lớn tiền nên là phải quay chi tiết cho quý anh chị mình nhìn. Rồi ok, ok. Đây, quý anh chị mình có thể thấy mặt đế ở phía sau này. Ok hết ha. Dạ. Ở đây hồi xưa có một cái kênh người ta xử lý, bây giờ nó cũng đã cuốn theo lại hết rồi. Liền lạc hết, rất là đẹp luôn. Đây, kênh form tang ở phía sau này. To lắm nha. Nắm tay ha. Dạ. Cây này nó đang chuẩn bị bung lọc nha anh chị em. Nó chuẩn bị bung lọc. Dạ, nó đang rút rồi. Giá tiền của em nọ thì cái này mình có báo giá luôn không à Tấn? Dạ, em xin phép cũng không báo giá nha anh chị em. Không báo giá, rồi ok. Dạ. Em tiến hành đo thông số tác phẩm này đi. Đây, cái hoành của nó ngay đây là 1m5 nha anh chị em. Hoành là 1m5 ha? Dạ, để em đo cái hoành eo nhỏ phía trên. Đây, hoành eo của nó là 78 nè. Ở trên đó là 78. Dạ, là cái cốt cho anh chị mình dễ hình dung ha. Cốt ngay đây là 25 nha anh chị em. Cột 1 ở 25. Dạ. Chiều cao là 95. Tàng này khoảng 1m8 á. Dạ 1m9 à. 1m9. 1m9. Dạ. Cột tàng của em nó là 1m9 quý vị nhá. Cái này không báo giá ha. Dạ, em phép không báo giá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây mã số 8 quý vị. Dạ. Cây mã số 8 quý vị ạ. Dạ. Một em tung la hán dạng nhỏ tầm trung quý vị nhá. Dạ, cây tầm trung. Cái này một người bơi vừa nha anh chị em. Đây em xây cho anh chị mình xem về tổng quan của cây nè. Cốt cành thì to quý vị. Dạ, cốt cành to, liên lạc. Nó chỉ móc một miếng da ở đây hả anh chị em. Form ok cho anh chị mình luôn nha. Đây là long quay kỹ hơn cho quý anh chị mình ngắm nhìn em tung này. Đây. Cốt cành này. Làm chi tiết. Và đặc biệt thì cái này nó cũng khá liền quý vị ạ. Dạ. Đây là phần ngọn nó còn chút chút thèo thôi. Thèo nó không đáng kể đâu. Thèo không đáng kể luôn đấy. Dạ, nè, nó liền gần hết luôn rồi. Cây này thì chỉ có một ngay chỗ này là nó móc miếng da thôi. Phần miếng da đây nhưng mà dạ. Nó đã cuộn hết rồi ha. Cuộn. Nở gốc đây cũng khá to. Nhỏ nhưng mà nó da cây. Dạ. Cốt cành. Cái này mấy bữa nữa ghi bộ phóng tang này thì về thì nó bung lọc nó lên nữa mới đẹp quý vị ạ. Rồi thì em xin phép đo số cho anh chị mình luôn nha. Đây cái hoành ngay đây của nó là 32 nha anh chị em. 32 ở trên éo rồi quý vị nhé. Dạ. Chiều cao của nó là 40. Cao lên là 40 cm. Dạ, hết tàn của nó như thế này là 85 ạ. Hết tàn của em nó là 85 cm. Dạ. Ha. Thì giá giao lưu với anh chị mình là 22 triệu nha. 22 triệu cho em tung la hán cái mã số 8 như thế này quý vị ha. Dạ. Thì chúng ta có thể mình tìm hiểu để giao lưu tác phẩm này. Nhỏ nhưng mà gọn cây. Ok, bây giờ chúng ta sang tác phẩm cái mã số 9. Số 9 quý vị ha. Dạ. Mai Chí Thủy Trung Nu nha anh chị. Mai Chí Thủy Trung Nu. Cái này khá liền quý vị ạ. Dạ. Và cái đường thân cái này duyên. Đây chúng ta cũng ngắm nhìn tổng thể cái em Mai Chí Thủy Trung Nu. Cái luân lực của cần to quý vị, được làm theo lưỡi cái bài. Cái bài truyền thống của miền Nam. Này. Bề đế ha. Đế cũng được trải đều nè. Cốt cành nuôi to, thẹo liền muốn hết rồi nha anh chị. Một cần to. Đây những cái mặt cắt như thế này bây giờ nó đã cuộn theo lại hết rồi. Dạ. Trên phần cổ ngọn đến nay thì gần như là hết này. Hết, trên ngọn hết rồi. Đây thì em xuống lá định hình lại cho anh chị em. Dàn cột cần ha. Dạ. Những cái mặt cắt đầu cần này cũng hết theo rồi quý vị. Xuống lá như thế này thì anh chị mình dễ nhìn cây hơn ha. Nhìn được cái phần chi tàn của nó. Mà chứ thì là trung cái to quý vị nhá, đây này. Cái này phải 4 mấy phần luôn á. Đây, để em đo một số cho anh chị mình nắm rõ hơn ha. Hoành của nó là 38. 38 ha.
Chiều cao là 29. Cao lên là 29 cm. Nó tàn là 55. Thế tàn của em nó là 55. Dạ. Giá là 20 triệu nha anh chị em. 20 triệu cho em máy giới thiệu trung lưu cây mã số 9 như thế này. Dạ. Ok, à bây giờ chúng ta sang cây mã số 10. À, đây tác phẩm cây mã số 10 quý vị ha. Dạ, tác phẩm mã số 10 là tác phẩm máy nghỉ nu gò công nha anh chị em. Một em máy giới thiệu nu gò công. Dạ. Một cân thì rục rịch và gần như là liền theo luôn quý vị ơi. Dạ, liên lạc. Nói chung là cũng hết thẻo rồi nha anh chị em. Cây hết thẻo ha. Dạ. Xíu quay gõ cái phần cốt cành cho anh chị em mình xem. Đây, à, chúng ta sẽ ngắm nhìn về mặt đệ này. Thế trải đều hết. Dàn cột cành quý vị ha, rục rịch ở phía trên này này. Dạ, rất là lực cây. Làm theo phong tàng thiên nhiên quý vị. Đây, chúng ta có thể ngắm nhìn kỹ về em máy thủy nu gò công. Cái mã số 10 như thế này, nu này. Cây nó đang chuẩn bị bung lọc nha anh chị em. Phun lọc ra ha. Dạ. Toàn bộ cái dàn chỉ cần để rục rịch. Nè, em quay kỹ giúp nó. Đây. À, còn cái xíu xíu ngón tay ở cái chỗ này thôi, cái này thì mặt cắt xử lý. Dạ. Cũng nó cũng lên sen hô ok rồi nha anh chị. Dạ, liền lại. Nhỏ gọn. Rồi thì em đo ông số cho anh chị em mình nha. Hoành của nó ngay đây là 33 nha anh chị em. Hoành thân của em nó là 33 cm. Cao là 29. Cao lên là 29 cm. Hết tàn của nó như thế này là 50 nha anh chị em. Cũng tàn của em nó là 50 cm ha. Dạ. Thì giá giao lưu với anh chị mình là 9 triệu nha. 9 triệu cho em máy giới thủy lúa công. Cây mã số 10 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, chúng ta sang cây mã số 11. À, đây là cây mã số 11 quý vị ha. Dạ, mã số 11, tác phẩm Tùng Lá Hán Nhấn Đổ nha anh chị em. Cái này là nó huyền huyền chút xíu ha. Nằm lên chầu quạt quý vị. Dạ, đây em xây cho anh chị mình xem. Đó, liên lạc hết rồi nha anh chị em. Cây liên lạc luôn ha. Dạ. Cây nó dạng giống kiểu hai ngọn nữa quý vị. Nhìn cũng hay hay. Rồi quay ít thêm để nó cái hơi nặng. À, quý anh chị mình có thể thấy này, mặt đế ha. Dạ. Một phần da chút như đây ha anh chị. Chỉ cần cổ ngón đi lên đường xoay này. Này, rục rịch ha. Phần ngón bên này cũng vậy. Cây thì nói chung cũng muốn hết kẽm rồi nha anh chị em. Còn một vài cọng nhỏ để dằn các cái chi nhỏ lại thôi. Chỉ cần. Đổ. Cây thì này thì dằn luôn liên lạc và da cây quý vị nhé. Cây này cực kỳ da cây rồi. Quý anh chị mình có thể thấy ha. Rồi em xin phép đo ông số để gửi đến anh chị mình luôn nha. Đây cái hoành ở đây của nó là 40 nha anh chị em. Hoành thân là 40 cm. Dạ. Cao lên thì là 50. Cao 50. Nó tàn của nó như thế này là 1m25 nha anh chị em. Thể tàn là 1m25. Dạ. Thì giá em giao lưu với anh chị mình là 46 triệu nha. 46 triệu cho em Tùng là Hán Nhấn Đổ nằm trên những chậu quạt cây mã số 11 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, à bây giờ chúng ta sang cây mã số 12 quý vị. À, đây cây mã số 12 quý vị ha. Dạ, mã số 12 là phẩm máy hỉ nu gò công nha anh chị. Một em máy giới thủy nu gò công. Cây này thì nhìn dữ ha, dàn dạ. Phong tàng nhìn nó bệt bệt luôn quý vị ơi. Nhìn nó rất là lực luôn nha anh chị. Máy giới thủy nu gò công. Dạ. Tay cần cục cục luôn quý vị. Đế trải đều. Tay tàn thì ok. Cái co này thì nó cũng dính lại luôn nha anh chị em. Nhìn nó co dính hay. Lại luôn hả? Dạ. Đây quý anh chị mình có thể ngắm nhìn về đế trường này. Đế khá đều quý vị ha. Dạ. Đế đều và gòn. Cái nu. Nu cục này và dạ. Tay cần ở trên quý vị này. Thấy thèo quý vị nhá. Dạ, không còn thèo. Đây, tay cần này. Rục rịch. Nhìn nó như mấy con lãi bò. Đó. Quá trời của đất. Quá lực cây. Này đỡ bàn thì ok. Hoành là 37 nha anh chị em. Hoành thân của em là 37 cm.
Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Hết tàn của nó như thế này là 55. Thì tàn 55 ha. Dạ. Thì dám giao lưu với anh chị mình là 10 triệu nha. 10 triệu cho em máy thủy Nua Công cái mã số 12 như thế này quý vị nhé. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sang cái mã số 13. Cái mã số 13 quý vị ha. Dạ, mã số 13. Phẩm mang thủy tung nu nha anh chị em. Trực lắc. Cái này cũng khá liên lạc quý vị. Dạ. Xương giấm thì lên san hô rồi. Này cũng là hàng nhỏ gọn mini quý vị nhé. Anh chị có thể thấy này, dàn xương giấm này. Những cái mặt cắt như thế này thì hết thèo nhé. Dạ. Cái này nói chung hết rồi. Này. Hết thèo nhé. Dạ. Bề đế. Bề đế cũng khá quý vị. Và đặc biệt cái phần cổ ngọn lắc rất là duyên. Lắc nhìn duyên cây. Kẽm này về anh chị mình cũng có thể bỏ kẽm được luôn rồi nha. Thì bỏ kẹp được rồi ha. Dạ. Hàng nhỏ gọn thôi, mini để bàn. Đấy, lật lên được coi đi dàn xương luôn em. Đây. Lật ở cái mặt sau á, coi dàn xương ở phía trong á. Xương ở trong á, xương ở trong á. Đấy, quý anh chị có thể ngắm nhìn ha. Tổng thể về dàn xương giám chỉ cần của em Mai Thủy Trung Núp cái mã số 13 như thế này. Ok, mình sẽ tiến hành đo thông số bỏ giá tác phẩm em Trung Nu này. Hoành của nó là ngay vị trí này là 26 nha anh chị em. Hoành thân của em nó là 26 cm. Cao là 17. Cao 17. Hết tàn của nó là 44 ạ. Ngang tàn là 44 cm. Dạ. Thì giá giao lưu với anh chị mình là 15 triệu nha. 15 triệu cho em Mai Thủy Trung Nu mã số 13 như thế này quý vị ha. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sang tác phẩm cái mã số 14. Cái mã số 14. Dạ, mã số 14 là phẩm mang thủy Nu Gò Công tiếp nha anh chị em. Một em Mai Chí Thủy Nu Gò Công nữa quý vị ạ. Dạ, cốc cành cũng nuôi rất là to rồi. Để trải đều, nu cục cục nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Nu cục cục luôn hả? Dạ. Đặc biệt khi dòng Nu Gò Công này thì các cái nu nó ra tới các cái chi cành luôn nha anh chị em. Nu Gò Công. Cái này cũng liền lạc hết thẹo rồi. Không còn một vết thẹo nào ha? Dạ. Đây quý vị mình nhìn mặt đề cũng khá đó quý vị ha. Mặt đế thì khá cây và biệt cái dàn nu ở trên này, quý chị có thể thấy này, nu này. Quá trời nu nhá. Nu cục cục. Cái dàn như kiểu hai thân quý vị. Tai nhìn rất là duyên. Hết thèo, liên lạc hết thèo luôn. Dạ. Đây, những mặt cắt đầu này nó đã hết luôn, không còn vết thèo nào luôn quý vị ạ. Nòm số cho anh chị mình nha, hoành là 32 nha anh chị em. Hình thân của em là 32 cm. Chiều cao là 35. Cao 35. Hết tàn của nó như thế này là 58 nha anh chị em. Hết tàn của em nó là 58 cm ha. Dạ, giá giao lưu với anh chị mình là 8 triệu nha. 8 triệu cho em Mai Thủy Nu Gò Công cái mã số 14 nha quý vị. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 15 quý vị ơi. Rồi, thêm tác phẩm nữa quý vị ha. Dạ, tác phẩm số 15 là tác phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay nha anh chị em. Một tác phẩm mang thủy Nu Gò Công nha anh chị em mình. Một em Mai Chí Thủy Nu Gò Công nữa quý vị ạ. Dạ. Chi cành nó quá to, đực cây lắm nha anh chị em. Dòng Mai Chí Thủy Nu Gò Công thì đặc biệt của nó, ưu điểm của nó là nu nhiều quý vị. Nhìn nu ngu cục cục. Trông nó bề thể lắm quý vị ha. Đây, quý anh chị mình có thể ngắm nhìn tổng thể em này. Cơ bản cái bầy Mai Chí Thủy Nu Gò Công này thì mặt đế cái nào cũng khá quý vị ha. Dạ. Nói về Mai Chí Thủy Nu Gò Công thì thường thường thì nó nuôi nu nên cái đế nó không được đẹp, nhưng mà dàn này thì đế khá. Nu cục cũng nhiều. Đây, nó ra tới cái chi cành rồi, nó còn nu. Nu ra tới chi cành ngoài này luôn này. Dạ. Nhỏ gòn phom tang. Đang bung lọc. Đang bung lọc ha. Để bàn chơi nha anh chị. Rồi thì em xin phép đo số cho anh chị mình luôn đây. Đây, hoành của nó là 28. Hình thân của em nó là 28 cm. Chiều cao 35. Cao 35. Hết tàn của nó như thế này là 55 ạ. Hết tàn là 55 ha. Dạ, thì giá giao lưu với anh chị mình là 8 triệu 200k nha.
8 triệu 200k cho em Mai Như Thủy nuôi con cái mã số 15 quý vị nhá. Dạ. Cái cuối clip hôm nay. Ok thì qua đây là cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra một chút thời gian để theo dõi cuốn video này tại nhà vườn Hoàng Tấn. Thì hôm nay nhà vườn cũng đã lên những tác phẩm khá giá trị ở ngoài vườn chia sẻ với quý anh chị mình và một số cây nhỏ ở trong này. Thì quý anh chị mình trong quá trình xem video thì tác phẩm đã hợp nhãn, vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lưu ạ. Dạ. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại anh chị mình vào video kế tiếp luôn nha. Ok.